Thưa quý vị và các bạn, tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa thông báo về 3 ca tử vong, số 1.103 đến 105 lần lượt ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bắc Giang. Cụ thể như sau, ca tử vong số 103 là bệnh nhân số 12.566 là bệnh nhân nam 74 tuổi, địa chỉ ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử xơ gan do viêm gan B, ung thư gan, đã điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính vào ngày 17 tháng 6. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 6, bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 6, bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Chẩn đoán vào viện, bệnh nhân do mắc COVID-19, theo dõi xơ gan mất bù, viêm gan C, ung thư gan, đã điều trị, theo dõi nhiễm trùng huyết nghi do nhiễm trùng dịch cổ trướng, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, tổn thương thận cấp. Bệnh nhân đã tử vong vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 3 tháng 7. Chẩn đoán tử vong do viêm phổi do nhiễm virus SARS-CoV-2, mức độ nguy kịch, biến chứng suy hấp tiến triển, suy đa cơ quan trên bệnh nhân ung thư gan, xơ gan do viêm gan siêu vi C, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân tử vong số 104 là bệnh nhân số 13.041. Đây là bệnh nhân nữ 72 tuổi, địa chỉ ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với nhiều F0 là thành viên gia đình. Ngày 18 tháng 6, bệnh nhân xuất hiện ho, ngứa rát cổ, được CDC Đà Nẵng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và đã có kết quả dương tính. Ngày 19 tháng 6, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, theo dõi và điều trị tiếp, chẩn đoán vào viện, bệnh nhân viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường, béo phì, suy tim, xuất huyết, tiêu hóa, cao ở mức độ nặng. Bệnh nhân đã tử vong vào lúc 7 giờ 45 ngày 7 tháng 7. Bệnh nhân chẩn đoán tử vong do viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, sốc giảm thể tích do xuất huyết tiêu hóa cao ở mức độ nặng, nhiễm nấm Candida xâm lấn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, bị béo phì và bị suy tim. Ca tử vong số 105 là bệnh nhân số 10.096, là bệnh nhân nữ 67 tuổi, địa chỉ ở Việt Yên, Bắc Giang. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đái tháo đường 1 năm. Ngày 3 tháng 6, bệnh nhân có xuất hiện ho, đau rát họng, được xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Bệnh nhân đã nhập viện Bệnh viện Phổi Bắc Giang với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy dòng cao, chống viêm, kháng sinh, chống đông máu, hồi sức tích cực, nhưng tình trạng tổn thương phổi không cải thiện, phải tiến hành can thiệp đặt nội ống khí quản, thở máy và can thiệp ECMO. Vào ngày 13 tháng 6, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Chẩn đoán khi vào viện là sốc nhiễm trùng, nhiễm nấm huyết, viêm phổi do virus SARS-CoV-2, suy thận trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp. Bệnh nhân đã tử vong vào hồi 23 giờ 40 ngày 5 tháng 7. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi do virus SARS-CoV-2 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư này đã có 70 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, bệnh lý nền lâu năm như ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo hay viêm gan. Tổng số trường hợp tử vong liên quan đến dịch COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện đến nay là 105 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc tiếp nhận người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố khác phải tự cách ly 7 ngày và xét nghiệm COVID-19 3 lần. Cụ thể, tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh, trừ các trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng đỗ, được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 7 ngày tiếp theo. Ngoài ra, phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác, phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời đúng quy định. Đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế yêu cầu phải thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, từ 2 ca F0 được ghi nhận vào ngày 5 tháng 7 là nam tài xế ở Mỹ Đức và nam bảo vệ ở khu công nghiệp Thăng Long, thì đến thời điểm hiện tại Hà Nội đã phát hiện thêm 14 trường hợp dương tính khác. CDC Hà Nội đánh giá nguy cơ dịch ở khu công nghiệp vẫn rất cao. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nhận định, các chùm ca bệnh này đều đã cơ bản xác định được nguồn lây, nhưng nguy cơ ở các khu công nghiệp vẫn còn rất lớn. Cụ thể,
Mặc dù việc các công nhân tiếp xúc trong công ty cơ bản được xác định, nhưng khi các công nhân trở về nơi cư trú thì các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra thêm các trường hợp tiếp xúc. Bên cạnh đó, vì mật độ công nhân rất lớn nên vẫn có thể xảy ra trường hợp các công nhân ở công ty khác nhau tiếp xúc với nhau. Đây là vấn đề vẫn cần phải tiếp tục điều tra. Hơn nữa, dịch ở các địa phương diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho Hà Nội. Đặc biệt, dịch ở thành phố Hồ Chí Minh thì nguy cơ rất cao. Hiện nay, ở Hà Nội vẫn đang tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người từ thành phố Hồ Chí Minh ở sân bay Nội Bài. Cuối tuần này sẽ triển khai lấy mẫu cộng đồng trường hợp đi về từ thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng. Thưa quý vị và các bạn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định thành phố không hề thiếu hàng hóa, người dân không nên vì tâm lý tích trữ mà tập trung đi mua hàng quá đông, ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch. Theo lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, ba chợ đầu mối là Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức dừng hoạt động phục vụ phòng chống dịch. Điều này không có nghĩa là không tổ chức hoạt động ở chợ đầu mối và cũng không có nghĩa là tiểu thương ở nhà. Thay vào đó, tiểu thương điều hành qua điện thoại và kênh thương mại điện tử. Cùng với đó, đại diện Sở Công Thương mong người dân tại thành phố Hồ Chí Minh không nên quá lo lắng. Việc thiếu hàng ở các kệ sạp nhất định, đây chỉ là các loại hàng bán theo thời điểm trong ngày. Ví dụ như rau, củ, quả, thịt heo sẽ bán vào buổi sáng để hàng tươi ngon. Người dân hôm sau có thể quay lại mua và mua trong điều kiện giãn cách. Bên cạnh đó, đối với lượng hàng cung ứng, các doanh nghiệp Bình Ổn và một số đơn vị của thành phố đã dự trữ gấp 3 lần so với điều kiện bình thường, ở mức hơn 120.000 tấn hàng theo tháng, trong khi nhu cầu thực tế hàng ngày chỉ khoảng 5.000 đến 6.000 tấn một ngày. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.